Vâng, xin chào bác là Victor Kim Xe Đạp. Bác mới giới thiệu bác một mẫu địa hình mountain bike, thương hiệu đến từ thương hiệu Gian, model TC 800, sử dụng mới vành 27,5. Và trong thời gian gần đây rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng mẫu xe địa hình vành lốp 27,5. Thì nay về một mẫu xe mới đến từ thương hiệu Gian, model TC 800. Và bây giờ xin được đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, trên khung mình bác đây là cái mẫu Gian XTC 800, một trong những cái model dòng xe địa hình rất là bán chạy ở cửa hàng bên em, được sử dụng với vành lốp 27,5. Và em về một chiếc xe với cái tông màu chủ đạo, tông màu đen, đen cam rất là nổi bật, dành cho bác ưa thích những cái tông màu sáng. Xe làm từ hợp kim nhôm Alupix SL, hợp kim nhôm Alupix là một kim nhôm siêu nhẹ Superlight, dòng đặc quyền chính hãng của thương hiệu Gian, sử dụng với 27,5. Đây luôn trên khung xe bác đây. Và xe sử dụng với bộ dây yên sườn cao cấp, tính thẩm mỹ rất là cao, nước sơn cũng rất đẹp lắm nhé. Đi qua cho bác nhìn rõ cái lớp sơn của xe. Xe có sử dụng rồi nhưng mà được chủ cũ đi rất là giữ gìn. Đây website chính hãng của xe gianbicycle.com. Mẫu Gian XTC 800 thì bên em đã giới thiệu rất là nhiều trong thời gian vừa qua, được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao và quan tâm về cái mẫu dòng xe địa hình XTC 800. Thì lai em về với một chiếc tông màu đen cam cũng còn rất là mới. Những bác làm hỏi em về những dòng xe địa hình thì XTC 800 là một sự lựa chọn cho các bác rất là tốt. Cổ có phốt ghi đông chính hãng của Gian, chính hãng nguyên bản theo xe, cũng sử dụng với cổ phốt ghi đông Gian cao cấp Superlight SL. Thường những dòng xe dòng Gian địa hình được làm từ hợp kim nhôm Superlight SL, được sử dụng trong những cái dòng xe Gian mỗi model cao cấp. Tay nắm cao su chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. Xe sử dụng với bộ tay bấm xả chính hãng của Shimano DOG. Thì như các biết thì DOG là một trong cái model của bộ chủ động của xe Shimano, gần như là cuối cùng của dòng touring và địa hình trên Nacera, Antut, Poulet. Đằng trước xe sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Chuông theo xe, đằng trước phản quang theo xe, có em để nguyên em giữ nguyên theo xe. Bên phải em sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano, đeo rê bên từng đĩa. Và cụm phanh sau được sử dụng với cụm phanh dầu chính hãng của Shimano. Lần này em về một chiếc Gian XTC 800 được sử dụng với khóa hành trình giảm tốc trên tay, rất tiện lợi cho các bác, bóng mở sóc và được trên tay luôn. Và cái mẫu Gian XTC này thì tùy những cái model có những cái dòng giảm tốc trên tay không nhé, sử dụng với giảm tốc dầu chính hãng của Gian, giảm tốc 27,5 nguyên bản theo xe. Vành Mavic M19 27,5. Cái vành này em giới thiệu rất là nhiều trong những video trước đây của cái mẫu Gian XTC 800. Vành cao cấp Meyer Shimano nguyên bản theo xe. Và xe vẫn được giữ với bộ lốp zin nguyên bản, lốp chính hãng của Gian các nhé. Lốp còn rất là mới. Lốp là 27,5 đến 2.0. Bề mặt lốp thì gai lốp cũng còn rất là đẹp. Xe rất là ít sử dụng. Cọc êm nhôm chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. Yên chính hãng của Gian, yên zin nguyên bản theo xe, cũng với tông màu cam đen. Còn sau có phản quang thì nguyên bản theo xe để nguyên. Sử dụng với đùi đĩa của Gian luôn mất nhé. Đùi đĩa Gian này, đùi đĩa 3 tầng đĩa, gạt đĩa của Shimano DOG nguyên bản theo xe, đùi đĩa trục rỗng.
Củ đề sau sử dụng với củ đề Shimano DOD, được trang bị với 10 tầng lip, lip xích còn rất là đẹp. Mayer của Shimano, vành chính hãng của vành Mavic M319, vành cặp trong xe. Đằng sau sử dụng lốp gian, lốp cũng là lốp vỏ gian luôn, nguyên zin theo xe 27,5. Xe rất đẹp, cái tông màu cam đen cũng rất là ít về. Em về được một chiếc cái tông màu đẹp trong những model của chiếc C800 27,5. Và bây giờ xin cho sự cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 43, chiều ngang khung là size 54. Thì các bác là từ 1m6 đến 1m7 đi vừa, vì xe là dòng xe 27,5, xe là phù hợp, rất là phù hợp với mọi chiều cao. Xe trang bị 10 tầng lip, củ đề Shimano DOD lên lip này, lip xích còn rất là mới luôn, xuống lip. Bên phải em sử dụng với 3 tầng đĩa, túi trục rỗng của gian, gạt đĩa DOD xuống đĩa, lên đĩa. Giá bình nước cũng của chính hãng của gian luôn các nhá, giá bình nước của gian nguyên zin trong xe. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe gian model XTC 800, model cao cấp, xe sử dụng với khung bộ group Shimano DOD, vành cặp chính hãng của Mavic, và xe tôi tốt bên em là 9,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là con liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh, còn hẹn gặp lại ngày mai.